Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV ha. Bữa nay mình cũng theo yêu cầu của một số bạn kêu mình lại quay khán đài đua ghe ngò. Nhưng bữa nay thì lại mình ngay mưa luôn các bạn ha. Lại giấc này cũng trưa rồi. 10 giờ mà trời còn mưa. Đó, bữa nay mình lại đây mình sẽ review một đoạn video ngắn cho cô chú các bạn xem là khán đài đua ghe ngò bây giờ hiện tại như thế nào. Cái này đuôi ngon bây giờ hiện tại là chưa có chuẩn bị gì hết các bạn ha, cũng gần tới ha, chắc gần tới mình đã chuẩn bị đó. Khán đài này cũng rất là lớn ha. Bây giờ mình xin thông báo một đoạn cho cô chú bạn xem cái cắt ghe đóng mới và sửa chữa vào năm 2023 này tại Sóc Trăng như thế nào và cắt ghe sửa chữa và đóng mới ha. Bây giờ mình xin thông báo trước là thông báo cái ghe ngon của tình bạn đây, ghe ngon của Pì Xây Càng Long. Năm nay chùa Pì Xây Càng Long sẽ không có tham gia lễ hội đua ghe ngò Ốc Âm Bốc năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng. Thì Càng Long sẽ không có qua tham gia các chú bạn ha. Càng Long sẽ bơi tỉnh nhà. Đó là tại sông Long Bình, thành phố Trà Vinh. Đó là tỉnh bạn ha, mình xin thông báo ha, đó là Trà Vinh. Càng Long sẽ không có lại Sóc Trăng tham gia thi đấu. Còn các ghe đóng mới tại huyện thì bây giờ mình xin nói cái huyện Trần Đề trước đi. Đó là huyện Trần Đề, đó là mình sẽ nói trước là năm 2022 là ghe đã đóng được lên được 3 tấm. Đó là chiếc ghe ngò chùa Phano Tà Niêu. Chiếc ghe ngò chùa Phano Tà Niêu của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Là bây giờ hiện tại là chiếc ngò Phano Tà Niêu lên 3 tấm, lên công đái xong. Thì bây giờ việc tôn việc tích luôn. Mình chưa biết thông tin là chiếc ghe ngò đó năm nay có thi đấu hay như thế nào thì mình chưa biết. Đó là thuộc về huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. Chiếc ghe ngò chùa Phano Tà Niêu, xã Lê Đại Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Mình nghe thông tin hồi đó thì nghe sư nói là qua lễ cái tiếng Sima mới đóng ghe ngò đó lại. Bây giờ đóng khoảng được 60% rồi. Bây giờ hiện tại là mình không có nghe thông tin ha. Đó là huyện Trần Đề. Hai, đó là chiếc ghe ngò huyện Trần Đề, đó là chiếc ngò chùa Bân Tân Sa. Chùa Bân Tân Sa sẽ đóng với một chiếc ghe ngò mới. Đó là chiếc ghe ngò đóng bằng dán thao lao. Đó là chiếc đóng bằng chiếc dán thao lao của chú bạn ha. Đóng bằng thao lao, đó là chiếc ghe ngò chùa Bân Tân Sa của Trần Đề. Như vậy là lần đầu tiên từ đóng được năm 2002, Dinh Vũ nói là đóng chiếc thứ hai, đó là chiếc chùa Bân Tân Sa đóng bằng dán thao lao. Đó, trị giá là 650 triệu, cũng thuộc về huyện Trần Đề. Và chiếc ghe ngò tiếp theo, đó là chiếc ghe ngò Prick Ampu, thuộc về huyện Trần Đề luôn. Prick Ampu hiện tại là đóng chiếc ghe ngò mới, đó là do nghệ nhân đóng Dinh Vũ luôn, do tỉnh hỗ trợ. Đó là chùa Prick Ampu. Như vậy là huyện Trần Đề năm nay sẽ có hai chiếc ghe ngò, một chiếc kia thì bây giờ chưa biết thông tin, đó là chùa Phano Tình Yêu. Hai chiếc ghe ngò đó là chùa Bân Tân Sa và chùa Prick Ampu. Hai chiếc ghe ngò này đều chiếc ghe ngò mới. Rồi mình sẽ cập nhật cái huyện thị xã Vĩnh Châu. Thị xã Vĩnh Châu thì có chiếc ghe ngò Watpic đương kim vô địch năm 2022, thì Watpic đã giành chiếc vô địch và Watpic cũng đã đóng một chiếc ghe ngò mới vào năm 2023 này. Đó là do vợ nghệ nhân đóng Dinh Vũ đóng chiếc ngò mới. Chiếc thứ hai đó là Ứng Tự Duyên, dạng như cũng mới xuất hiện lâu năm tại dòng sông Macro. Đó là chiếc ghe ngò chùa Sri Kinh Đan, cũng do là tỉnh hỗ trợ. Tỉnh hỗ trợ là 390 triệu luôn, là đó là chùa Sri Kinh Đan của thị xã Vĩnh Châu. Cũng đóng một chiếc ghe ngò mới, do nghệ nhân đóng Dinh Vũ. Đó là chiếc ghe ngò chùa Sri Kinh Đan, cũng quán bóng tại dòng sông Macro thuộc về phường 4 thành phố Sóc Trăng, cũng đã khá lâu. Tiếp theo là tới Thanh Trị. Huyện Thanh Trị thì năm nay sẽ có một chiếc ghe ngò đóng mới, cũng do tỉnh hỗ trợ. Đó là chiếc ghe ngò chùa Lò Mới của huyện Thanh Trị, cũng do tỉnh hỗ trợ luôn bạn ha. Cũng do nghệ nhân đóng ghe ngò Dinh Vũ đóng. Đó, về tình trị thì chỉ mình sẽ biết thông tin là chiếc lò mới đóng mới thôi. Còn tiếp theo đó là huyện Mỹ Xuyên. Huyện Mỹ Xuyên bây giờ hiện tại là chưa có động tĩnh gì hết trơn bạn ha. Không có chiếc ghe ngò nào sửa chữa hoặc là đóng mới. Mình chưa có biết thông tin là đóng mới hay là sửa chữa, là huyện Mỹ Xuyên là chưa có. Tiếp theo đó là huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành hiện tại là đầu tiên thì chiếc ghe ngò đầu tiên nhất là chiếc ghe ngò Champa sửa đầu tiên, đó là do thợ đóng ghe do Dinh Lâm sửa chữa cách đây khoảng một tháng. Đó là chiếc ghe ngò chùa Champa, và cũng là một ẩn số nữa
là cũng đã từng chưa từng có một chiếc ghe ngò, đó là chùa ghe ngò Chợ Vít mới, cũng do tỉnh hỗ trợ, là với số vốn đầu tư của tỉnh hỗ trợ cho là 390 triệu, đó là chiếc ghe ngò chùa Chợ Vít mới thuộc về huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đó cũng là ẩn số luôn em, chiếc ghe ngò này cũng chưa từng tham gia thi đấu tại lễ hội Ốc Bốc Sóc Trăng năm 2023 này, sẽ có mặt tại dòng sông Apro, đó là chiếc ghe ngò Chợ Vít mới. Còn về thành phố Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng là chiếc ghe ngò sửa chữa đầu tiên, nhất đó là chiếc ghe ngò chùa Khleng, là sửa chữa, là thả nhà sửa chữa, là chiếc ghe ngò chùa Khleng. Rồi tiếp theo đó là chiếc ghe ngò chùa Bodhisattva. Chùa Bodhisattva này hiện là thuộc về phường 7 thành phố Sóc Trăng, cũng đóng một chiếc ghe ngò mới do nghệ nhân đóng là Danh Tùng. Hiện tại chiếc ghe ngò đó xong khoảng là 80%, là do nghệ nhân đóng Danh Tùng. Như vậy thành phố Sóc Trăng năm nay thì có một chiếc ghe ngò sửa và một chiếc ghe ngò đóng mới, đó là chùa Bodhisattva. Và thông tin của viện kế sách thì mình có nghe thông tin là hồi đầu năm thì viện kế sách, mình có nghe thông tin là viện kế sách sẽ đóng một chiếc ghe ngò mới, đó là thuộc về chùa Bodhisattva. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa nghe thông tin là chùa Bodhisattva có đóng ghe ngò mới hay không, hoặc là sửa chữa gì đó, mình chưa có nghe thông tin. Chừng nào mình nghe thông tin cái chùa Bodhisattva đóng mới hoặc là sửa chữa gì đó ở viện kế sách thì mình sẽ cập nhật thông tin cho cô chú và anh chị và các bạn xem. Bữa nay mình lợi là trời mưa luôn chú bạn, trời mưa mình không có xuống quay được luôn, này mình quay từ trong xe ra ha. Đây là khán đài đua ghe ngò. Rồi về viện Mỹ Tú hiện tại là có một chiếc ghe ngò đóng mới, viện Mỹ Tú một chiếc ghe ngò đóng mới, đó là chiếc ghe ngò Tâm Phúc Sóc do nghệ nhân đóng ghe ngò Danh Vương đóng. Bây giờ chiếc ghe ngò đó xong khoảng là 90%, chuẩn bị lên nuôi dân, đó là chiếc ghe ngò Tâm Phúc Sóc. Và hiện tại bây giờ cũng là có một chiếc ghe ngò cũng về thuộc về huyện Mỹ Tú nữa đang sửa chữa, đó là chiếc ghe ngò chùa Bangkok của Mỹ Tú luôn, đó là do thợ sửa sở đóng ghe Danh Tùng sửa chữa. Đó là cái chùa bên huyện Mỹ Tú em. Rồi cái chùa ghe ngò chùa Bangkok, mình nghe thông tin là chùa Bangkok sửa chữa, mà mình chưa biết thông tin là chùa Bangkok sửa chữa như thế nào, thì mình chưa biết thông tin. Như nào mình biết thông tin thì mình sẽ cập nhật thông tin cho cô chú anh chị và bạn xem. Và một chiếc ghe ngò nữa, đó là đóng mới nữa, đó thuộc về huyện Cù Lao Dung. Huyện Cù Lao Dung có một chiếc ghe ngò đóng mới nữa, là đóng cho ghe ngò nữ chùa Cò Tung, thuộc về huyện Cù Lao Dung. Thì do thợ đóng ghe ngò Danh Vũ đóng, vào năm 2023 này sẽ có một chiếc ghe ngò mới nữ thuộc về chùa Cò Tung Cù Lao Dung của huyện Trần Đề, ở huyện Cù Lao Dung, huyện Sóc Trăng, đóng chiếc ghe ngò mới, đó là ghe ngò nữ. Đó mình cập nhật thông tin cho cô chú bạn xem. Ông đó tỉnh ngoài, mình không đếm tỉnh ngoài, mình chỉ đếm trong tỉnh thôi. Bây giờ là mình cập nhật thông tin huyện Long Phú đi. Huyện Long Phú hiện tại là có một chiếc ghe ngò không có sửa chữa, chỉ là trang trí lại thôi. Đó là chiếc ghe ngò chùa Sân Ke. Chùa Sân Ke hiện tại là đang lên với dân mới và thay trần câu mới và chắc chay. Và bây giờ mình mới nghe thông tin có một bạn ở bên chùa Băng Cờ Chấp Chá, thì có thông tin cho mình là chiếc ghe ngò chùa Băng Cờ Chấp Chá cũng thuộc về huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, thì chuẩn bị sửa cái chiếc ghe ngò vào năm 2023 này để tham gia lễ hội Ốc Ông Bốc và lễ hội đua ghe ngò truyền thống thuộc về huyện Long Phú. Thì ghe ngò Băng Cờ Chấp Chá thì mình nghe thông tin là sẽ sửa chiếc ghe ngò, có thông tin thì sửa chiếc ghe ngò, chừng nào ghe sửa thì mình sẽ đi cập nhật thông tin để cho cô chú các bạn xem và chiếc ghe ngò chùa Băng Cờ Chấp Chá sửa chữa như thế nào. Đó là thông tin của mình biết thôi ha. Còn huyện Châu Thành thì bây giờ hiện tại là chỉ có một chiếc đóng mới và một chiếc sửa chữa, là hai chiếc sửa chữa. Bây giờ hiện tại là có một chiếc đang sửa chữa nữa, đó là chiếc Thống Đốc 1 của huyện Châu Thành, cũng do thợ sửa Danh Lâm luôn ha. Đó, Danh Lâm sửa chữa. Còn Thống Đốc 2 thì không có sửa chữa của chú bạn, Thống Đốc 2 chỉ là chét chay với vô dầu, không có sửa chữa. Thì thông tin cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn biết giải đua ghe ngò Ốc Ông Bốc năm 2023 này diễn ra tại Sóc Trăng, các ghe đóng mới và sửa chữa như thế nào, để cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn biết thông tin để mà theo dõi các ghe sửa chữa và đóng mới tại thành phố Sóc Trăng như thế nào. Và hiện tại thì đây là khán đài đua ghe ngò
và bên kia thì chỗ đích, chỗ điểm đích, chỗ bút khởi thường bình luận á, trong nhà đó đó ha, nhà đó chỗ nhà quay phim đó, nhà đó phía này là khán đài Đu Ghe Ngo. Lâu rồi mình cũng không có ra lại tới đây nữa, mình vừa có cũng nhiều, rất là nhiều bạn yêu cầu mình lên và review khán đài Đu Ghe Ngo cho các chú bạn xem. Bây giờ khán đài Đu Ghe Ngo cũng giờ hiện tại chưa trang trí gì đâu ha, bây giờ hiện tại là chỉ là thấy người ta sơn lại thôi, ta sơn với thay tôn ở trên nó, thay nóc thay bằng nóc trên đây đó, thay bằng nóc trên đây. Còn ngoài ra thì cũng chưa có thấy đồng tình gì ha, tại ốc bóc mình còn khoảng 2 tháng mấy nữa thì mới thi đấu đó. Bữa nay mình cũng cập nhật thông tin video ngắn để cho cô chú anh bạn xem cập nhật dạng như là các cái ngò đóng mới sửa chữa như thế nào, và cô chú anh chị bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều. Bây giờ clip của mình tới đây cũng kết thúc anh. Hẹn lại các bạn trong clip sau. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều.